Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm về sáng trời lạnh, vùng cao trời rét có nơi rét đậm. Đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh. Vùng cao trời rét, có nơi rét đậm. Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh gia tăng. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh gây hại trên cây trồng phát triển. Vì vậy, bà con nông dân cần chú ý thăm đồng ruộng để phát hiện, có phương án phòng trừ kịp thời, tránh ảnh hưởng đến năng suất chất lượng cây trồng. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ 22-36 độ, độ ẩm trung bình 70%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 19-31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ 22-36 độ, độ ẩm trung bình 70%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 17-26 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 19-31 độ, độ ẩm trung bình trên 80%.